Chúng tôi là Việt Long của Đài Truyền Tự Do, xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, hôm nay là chiều thứ ba, giờ này là chiều thứ ba tại Washington DC. Chúng tôi đang có mặt tại nhà họp Raymond Building của Quốc hội Hoa Kỳ, và chúng tôi chuẩn bị vào để dự cuộc họp báo với tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, dân biểu Chris Smith, dân biểu Cao Xuân Ánh và tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền Hạ viện Hoa Kỳ, dân biểu Christopher Smith mở cuộc họp báo tại Raymond Building, Hạ viện Hoa Kỳ để giới thiệu tổng quát dự luật nhân quyền cho Việt Nam HR 1897 và chào mừng tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, đồng thời đưa người tù lương tâm mới được tự do ra trước công luận để ông trả lời báo chí. Dân biểu Chris Smith nói thật may mắn có được ông Cù Huy Hà Vũ nơi đây để chính quyền Hoa Kỳ có thể được tư vấn về những gì cần tranh đấu với Việt Nam trong cuộc đối thoại nhân quyền vào tuần sau tại Washington. Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ tươi tỉnh trong bộ vest tông mà ông cho biết đã mặc vào hôm ra tòa và bị chính quyền Việt Nam kết án. Ông nói: cách đây 3 năm thì với cái bộ quần áo này thì tôi xuất hiện trước tòa án Việt Nam với tư cách là người bị kết án. Nhưng hôm nay vẫn với bộ quần áo này thì tôi tin rằng tôi sẽ ở vị trí của người kết án những hành vi phản nhân quyền của chính quyền Việt Nam. Ông ngỏ lời cảm tạ đến đồng bào Việt Nam trong nước và hải ngoại, cũng như nhiều chính phủ, tổ chức, cá nhân trên khắp thế giới đã giúp cho ông được tự do như hôm nay. Việc tôi ra khỏi nhà tù Việt Nam và có mặt ở đây là kết quả của cuộc đấu tranh quyết liệt của đồng bào Việt Nam ở trong nước và của cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại. Vì thế, tại đây tôi xin gửi tới tất cả những ai đã đấu tranh đòi trả tự do cho tôi lời tri ân sâu sắc nhất của tôi. Đáp ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền Hạ viện Hoa Kỳ về những khuyến nghị cho phía Hoa Kỳ để đem ra trong cuộc đối thoại nhân quyền sắp tới, tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ nêu ra hai điều. Cụ thể là trong cái đối thoại nhân quyền sắp tới đây giữa chính phủ Mỹ và chính phủ Việt Nam thì tôi có một số khuyến nghị sau đây. Có hai khuyến nghị. Khuyến nghị thứ nhất là chính phủ Mỹ yêu cầu chính phủ Việt Nam hủy bỏ các điều luật phản nhân quyền của Việt Nam và trả tự do vô điều kiện cho tất cả các tù nhân lương tâm ở Việt Nam. Khuyến nghị thứ hai là chính phủ Mỹ yêu cầu chính quyền Việt Nam phải luật hóa Công ước Liên Hợp Quốc về chống tra tấn. Ông giải thích chi tiết kỹ thuật của hai đề nghị ấy với tư cách một nhà luật học, một chuyên gia về hiến pháp Việt Nam và công pháp quốc tế. Ông cho rằng nếu chỉ đòi hỏi trả tự do cho các tù nhân lương tâm, thì dù phóng thích tất cả, cũng chỉ là những việc đằng ngọn tạo cơ hội cho Việt Nam giải tỏa áp lực nhân quyền nhất thời, để rồi lại bắt bớ giam nhốt những người khác dựa vào công cụ đàn áp là những điều luật 88, 79, 258 mà ông phân tích là hoàn toàn vi hiến, vi phạm Công ước Liên Hiệp Quốc về nhân quyền và quyền dân sự mà Việt Nam đã ký kết với thế giới. Trả lời câu hỏi của Đài Á Châu Tự Do rằng ông là một thái tử đảng, xuất thân từ gia đình một đại công thần của chế độ, có thể được xếp đặt một vị trí như những Nguyễn Tấn Dũng, Nông Đức Mạnh, Nguyễn Chí Vịnh, Phạm Bình Minh, nhưng vì đâu ông sớm chọn con đường tranh đấu cho tự do dân chủ, trái ngược với con đường tận tâm phục vụ của thân phụ ông cho nền độc tài của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ nói. Sở dĩ tôi đã không chấp nhận cái cuộc sống có thể rất được ưu đãi của con cái của các vị, của những người công thần, của những công thần của chế độ, là vì đó là bản chất của gia đình tôi. Cụ thể là cha tôi là Bộ trưởng Cù Huy Cận, một trong những thành viên ký vào bản tuyên ngôn độc lập của Việt Nam vào 2 tháng 9 năm 1945. Ông luôn sống rất là liêm khiết, luôn đấu tranh chống lại những cái đàn áp hay là những cái khối nát của chế độ ở cương vị của ông, tức là ông luôn đấu tranh chống tham nhũng, ông luôn đấu tranh chống lại những cái hành vi hiếp đáp của chính quyền địa phương, đặc biệt đối với nông dân. Và tôi cũng có một người bác ruột, đồng thời là cha nuôi tôi, là nhà thơ Xuân Diệu. Ông cũng là một cái người đã hoạt động bí mật để tham gia vào lật đổ cái chính quyền thực dân Pháp, thì ông cũng sống vô cùng đạo đức
rất liêm khiết và luôn cũng thể hiện cái sự căm phẫn trước những cái hành vi hiếp đáp hoặc tham nhũng của chính quyền từ trung ương tới địa phương. Cho nên trong một cái gia đình như vậy thì tôi luôn thừa hưởng cái tinh thần đấu tranh của từ thân phụ tôi là nhà thơ Quy Cận, bộ trưởng Quy Cận, và cũng như bác ruột tôi là nhà thơ Xuân Diệu. Hỏi rằng ở nước ngoài ông sẽ tiếp tục cuộc đấu tranh bằng cách nào? Tôi luôn là công dân Việt Nam, tôi luôn mang hộ chiếu Việt Nam, đây hộ chiếu của tôi, hộ chiếu Việt Nam. Và điều này có nghĩa rằng là Việt Nam luôn là nơi mà tôi sẽ trở về lúc này hay lúc khác để mà tiếp tục bảo vệ những cái quyền lợi của người dân Việt Nam cũng như của quốc gia Việt Nam, đặc biệt trong cái việc chống lại sự bành trướng của Trung Quốc đối với những cái lãnh thổ của Việt Nam chúng ta, đặc biệt ở Biển Đông. Nếu ông có trở về Việt Nam trước khi mà Việt Nam có dân chủ nhân quyền hay không? Tôi đấu tranh hết mình để mà thiết lập sớm nhất cái chế độ dân chủ đa đảng ở Việt Nam. Và cái việc đó tùy theo cái điều kiện cụ thể mà tôi có thể về trước hoặc là cùng với tất cả mọi người cùng về. Đó. Nếu như đồng bào ở hải ngoại, đồng bào ở Mỹ, chúng ta cùng về để mà đón mừng cái chiến thắng của cái nền dân chủ đích thực ở Việt Nam. Việt Long tường trình từ Quốc hội Hoa Kỳ.